Theo ca sĩ Thanh Duy, Delilah là nhân cách thứ hai của anh, hiện thân của một tâm hồn tự do, phóng khoáng, khác biệt, độc lập, có cá tính mạnh mẽ hơn Thanh Duy. Anh quyết định đưa Delilah ra mắt khán giả trong show âm nhạc kỷ niệm 15 năm ca hát Delilah Land, dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh tin là Delilah trong anh cần nói lên tiếng nói của mình. Cô ấy đã bị che giấu quá lâu và thế giới cần thấy sự tồn tại của cô ấy vì cô ấy xứng đáng. Cô gái Delilah cất tiếng hát để nói với những người ngoài kia rằng hãy cứ là chính mình, chấp nhận bản thân, cả những điều có thể không hoàn hảo nhất, bởi chính nó mới biến bạn thành duy nhất. Phạm Trần Thanh Duy sinh năm 1986 là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình. Anh được biết đến với cái tên là Thanh Duy Idol sau cuộc thi Việt Nam Idol vào năm 2008 và sau đó thì xuất hiện trên rất nhiều chương trình truyền hình như Cùng Nhau Tỏa Sáng, Lớp Học Vui Nhộn và game show Gương Mặt Thân Quen mùa thứ 3 năm 2015. Năm 2021, anh tiết lộ đã tìm đến thiền và tập sáng tác vì bị rối loạn cảm xúc khi loay hoay trong âm nhạc nhiều năm trời. Anh đã mang đến nhiều màu sắc âm nhạc mới tại cuộc thi The Hero vào đến được chung kết.